Hello, em mình xin chào các bạn. Bây giờ em mình sẽ chia sẻ một cái mẫu hoa bằng màu keo rất là đơn giản luôn. Màu này màu keo nha các bạn. Màu là em mình sơn mấy ngón tay kia đó. Đó. Em mình sẽ vẽ cánh hoa nè. Em mình dùng cái cỏ khâm ha, cỏ khâm đầu nhỏ đó, mình tránh vô cái màu keo. À, bên đây một cánh nè. Rồi em mình một góc, bên đây là em mình vẽ đối chiếu. Bầu cho cánh hoa nó tròn một chút. Em mày hóc vô. Bên đây cũng vậy. Where you wanna come? Đó. Rồi, đây một cánh hoa nè. What you need to do? A new set. Yes, you have four today. Cái mẫu này là mình ai vẽ cũng được các bạn. Your name is? Mình bầu cho nó tròn. Rồi, Miss Megan, I'll see your photo later. Rồi, okay. Sẵn màu này em mình vẽ luôn bên đây. Bên đây là em mình cũng vẽ hồng vậy luôn. Cái này là em mình sơn màu hồng lạc nha. Các bạn thấy em mình vẽ nó đối chiếu chưa? Đây mình vẽ nó đối chiếu là cái ngón bên đó, cái hồng nó nằm cùng một hướng. Cánh mình sửa lại sao cho nó bầu bầu ok là được nha các bạn. Rồi bên đây mình vẽ một nhánh nè. Bây giờ các bạn thấy nó sành sỏi không? Nó muốn dùng cái màu vẽ sơn tẹp với cái màu mấy ngón kia luôn đó. Lại mì đã xong ha. Bây giờ lại mì sẽ tới màu xanh nè các bạn. Rồi bên đây thì em mình vẽ cái cánh này đối chiếu lại. Bạn thấy mình vẽ hay nghịch tay chút mà cũng không sao. Cái cô khách đây, cô khách cổ nhúng nhất nè, cho ngoại cổ kêu cổ. Thấy cánh hoa thì mình sửa lại thôi, cái cánh nó bự ra hay gì đó là do mình thôi. Rồi mình đã xong hai cánh này ha. Giờ mình sẽ vẽ luôn ngón bên đây cho các bạn thấy cho xong. Rồi bây giờ tiếp tế là cái màu cam nha các bạn. Các bạn thấy mình vẽ như vậy, bởi vậy mình phải lấy tiền theo cái công sức mình vẽ chứ, bây giờ mình mất nhiều thời gian. Nên cái diện tích nó hơi bự thì em mình vẽ cái bông nó sẽ nhiều cánh hơn tí. Các bạn thấy là một cái bông màu cam. Rồi bên đây cũng vậy. Một cánh nè, mình đi từ từ vô. Hai cánh nè, ba cánh nè, các bạn thấy không?
Đó, là mì đã xong nè. Bạn thấy em màu là màu chói lọi bình minh ha mà. Bây giờ em mì sẽ cho hơi tay này nha các bạn, tại vì đó là màu treo. Rồi, em mì sẽ tiếp tục tay bên đây với cái màu xanh. Với cái màu xanh đây mì sẽ vẽ ở đây. Em mì đi cái hướng này để cho các bạn dễ coi. Bây giờ em mì vẽ thì em mì hay trở tay lắm các bạn. Khi trở tay thì nó che khuất cái tầm nhìn đó. Bây giờ em mì thích vẽ là vẽ hai chiều hơn. Bây giờ em mì phải không có dám khum cái đầu nhiều quá. Khum cái đầu rồi các bạn không có thấy cái em mì vẽ. Đó. Ba cánh rồi bên đây em mì cũng vẽ ba cánh bên đây ha. Theo cái chiều này á thì em mì dễ hơn nè. Bắt đầu giờ cô khách có chuẩn bị của nhúng nhất kìa. Bây giờ em đưa cháu ngoại của cô. Đó. Chứ mấy cái mẫu này các bạn vẽ tương đối thôi ha. Đó. Các bạn thấy không, là đã hai màu rồi. Rồi bây giờ chuyển sang màu thứ ba. Màu thứ ba là cái màu cam nè. Ok. Vậy các bạn thấy em mì nói đúng không, mình vẽ theo mẫu là mình ăn tiền theo mẫu. Can you don't move your hand for me? Let me see your hands again. Yeah, wow. Is it cute? Don't move your hand, mom, honey. Em mày nói với cô khách là đừng để cháu ngoại có làm nhúng nhích. Các bạn thấy màu cam em mày lửa rất là nổi không? Màu cam này là màu treo luôn nha các bạn. Đó. Tiệm các bạn thì sao, các bạn thấy không, tiệm em mì là bây giờ nó lại mì đã xong hết bốn ngón giả nha. Bây giờ cái bước cuối cùng là em mì sẽ sorry em mì đã chết rồi. Bây giờ em mì bước cuối cùng là em mì sẽ bỏ những cái chấm đen lên nè. Chấm đen ngay giữa nè các bạn biết, bây giờ mà mình làm neo á khách nó đòi hỏi dữ lắm các bạn ơi. Đó, bên đây cũng vậy. Các bạn thấy bỏ chấm đen lên là nó rất là nổi với cái bông không? Cái này mình gọi là spring flower nè. À, vậy là mì đã hoàn thành xong nè các bạn. Các bạn thấy rất là đơn giản luôn, cũng rất là nổi, rất là đẹp cho mùa hè, mùa xuân gì cũng được. Bây giờ bên đây cũng vậy, mình sẽ chấm chấm đen là cái như mình đã xong bốn món vẽ cô khách này nha. Còn những cái mẫu vẽ như vậy thì mình lấy tiền tùy theo cái tiệm của mình ăn vẽ như thế nào nha bạn. Ok các bạn, đây mình sẽ treo hơi bên đây. Đây bây giờ bông ấm đã hoàn thành xong nè. Cái bước cuối cùng của em mì là em mì sẽ bỏ cái thớt treo lên. Là em mì đã hoàn thành xong bộ móng của cô khách này nha các bạn. Bây giờ em mì xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.